Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là một năm vô cùng sôi nổi với dấu ấn các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tỉnh Sơn La tổ chức và tham mưu tổ chức. Qua đó góp phần thúc đẩy nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc, quảng bá tiềm năng du lịch về mảnh đất con người Sơn La tới bạn bè trong nước và quốc tế. Trong văn hóa cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi 10 kết quả nổi bật được ngành văn hóa, thể thao và du lịch tham mưu và tổ chức thực hiện trong năm 2023. Bước sang năm 2023, những nốt trầm do dịch bệnh COVID-19 đã dần qua đi. Cùng với các địa phương trên cả nước, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Sơn La đã có sự phục hồi, bứt phá và để lại nhiều dấu ấn đối với người dân cũng như du khách trong và ngoài nước. Khép lại một năm với nhiều nỗ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, vùng đất được ví như hòn ngọc của Tây Bắc đã ghi dấu trên bản đồ văn hóa bằng những dấu ấn đặc sắc đáng nhớ. Đó là chuỗi các hoạt động văn hóa đặc sắc, sự kiện lễ hội, ngày hội gắn với phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, là thành tích cao của thể thao Sơn La cùng các nét văn hóa truyền thống, di sản văn hóa được gìn giữ và phát huy. Năm 2023 đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người phát triển toàn diện. Tổ chức thành công các hoạt động tuyên truyền và tọa đàm kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943-2023. Thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Toàn tỉnh hiện có 95 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được phê duyệt đưa vào danh mục. Trong đó có 64 di tích đã được các cấp xếp hạng, gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt, 16 di tích quốc gia, 46 di tích cấp tỉnh, 15 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận và đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó có 1 di sản được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 1 di sản văn hóa phi vật thể đang hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Tỉnh ta cũng đã tổ chức thành công lễ hội cà phê lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Arabica Sơn La, hương vị núi rừng Tây Bắc. Gắn với đó là các hoạt động kỷ niệm 128 năm thành lập tỉnh Sơn La và kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Sơn La. Từ thành công của lễ hội đã quảng bá các sản phẩm cà phê Sơn La cùng những nét văn hóa đặc sắc hấp dẫn đến với du khách trong và ngoài nước. Ngày hội cũng là nơi hội tụ gặp gỡ của những sắc màu văn hóa, góp phần củng cố, nâng cao sự liên kết, hợp tác giữa tỉnh Sơn La với cả nước và quốc tế, thúc đẩy các doanh nghiệp, du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt, chuyên nghiệp, hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Sơn La. Tổ chức thành công Ngày hội du lịch văn hóa, điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu, sự kiện du lịch sắc màu Sơn La Tây Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Đây là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa và là chuỗi các hoạt động đã được xác định trong thực hiện kế hoạch năm 2023. Và lần này đến với thành phố Hồ Chí Minh thì Sơn La sẽ mang đến những cái nét văn hóa đặc sắc nhất của Sơn La nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung, và đồng thời giới thiệu những cái điểm đến, những cái sản phẩm du lịch để mời gọi du khách, mời gọi nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hãy đến với Sơn La. Thi hướng dẫn viên du lịch giỏi, sản phẩm quà tặng du lịch tỉnh Sơn La, tinh hoa ẩm thực Sơn La và cuộc thi bình chọn giải thưởng thương hiệu du lịch Sơn La. Tham gia liên hoan làng du lịch cộng đồng 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, giành 2 giải nhì và 1 giải ba. Qua đó tạo sức lan tỏa, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch Sơn La. Thông qua cuộc thi này thì chúng tôi cũng muốn biết được rằng là cái vị trí của mình ở đâu trong cái bản đồ của du lịch của Mộc Châu, cũng như là biết được cái phản hồi của khách hàng như thế nào để tự hoàn thiện mình hơn trong cái thời gian sắp tới. Tổ chức thành công hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ 11 năm 2023, liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Sơn La năm 2023, hội thi gia đình hạnh phúc tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2023. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Toàn tỉnh hiện có 223.665 trên 294.718 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 75,9%, vượt 3,7% so với kế hoạch giao. Để triển khai tốt với phong trào 2024, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền, cán bộ làm công tác phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát huy tốt vai trò
phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và nâng cao trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, phối hợp với các ngành, đơn vị, các tổ chức đoàn thể để triển khai hướng dẫn, đánh giá, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, bản tổ dân phố văn hóa, cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, trong lễ hội và bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Tham gia liên hoan, cán bộ Thư viện Toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023, chủ đề Việt Nam đất nước bên bờ sóng đạt giải xuất sắc. Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc đạt 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc. Xây dựng 15 chương trình nghệ thuật mới, tổ chức biểu diễn 65 buổi phục vụ các nhiệm vụ chính trị, 60 buổi phục vụ trên 180.000 lượt người xem. Có thể nói năm 2023 là một cái năm rất là đặc biệt. Nhà hát phải thực hiện rất là nhiều cái nhiệm vụ chương trình lớn. Trước hết là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ biểu diễn phục vụ cơ sở, phục vụ bà con nhân dân và các cái nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó có những chương trình nằm trong kế hoạch và đặc biệt là có nhiều chương trình nó đột xuất mà nó mang tính sự kiện lớn của tỉnh, được tỉnh và ngành tin tưởng giao về nhà hát cũng đã nỗ lực, cố gắng đoàn kết và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Có thể kể đến như là chương trình điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới tại Mộc Châu và đặc biệt là cái lễ hội cà phê, chương trình khai mạc và bế mạc lễ hội cà phê lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Sơn La. Tham gia 46 giải đấu khu vực, toàn quốc và quốc tế, giành được 63 huy chương vàng, 50 huy chương bạc, 77 huy chương đồng. Trong đó có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, 2 huy chương đồng tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 19, 2 huy chương vàng tại Giải vô địch Pencast Silat Châu Á lần thứ 7 năm 2023. Chỉ tiêu huy chương vượt 120% kế hoạch đề ra. Được đến với thể thao là thay đổi bản thân em rất là nhiều. Từ một cô bé gọi là năng động, hiếu động, trở nên là một cô bé rất là điềm tĩnh, biết cân đối mọi việc ở trong cuộc sống nhiều hơn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá, xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Sơn La, khu du lịch quốc gia Mộc Châu lần thứ 2 liên tiếp được tổ chức giải thưởng du lịch thế giới World Travel Award vinh danh là điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới. Các chỉ tiêu về phát triển du lịch tăng cao, tổng số lượt khách du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La ước đạt 4.500.000 lượt, đạt 115% so với kế hoạch, bằng 141% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 4.700 tỷ đồng, đạt 145% so với kế hoạch, bằng 158% so với cùng kỳ năm trước. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và chỉ số hài lòng của người dân được quan tâm. Việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính có bước chuyển biến rõ nét, xây dựng dịch vụ công trực tuyến được 120 thủ tục cấp tỉnh, trong đó có 114 thủ tục hành chính mức độ 4, 6 thủ tục hành chính mức độ 2 tích hợp trên cổng dịch vụ công tỉnh Sơn La, 100% hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn, trong đó số hồ sơ trực tuyến đạt 100%. Từ những kết quả nổi bật của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã quảng bá, giới thiệu mảnh đất con người Sơn La, truyền thống văn hóa, tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh ta tới bạn bè, các đối tác, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đồng thời giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tiếp nối những thành công ấy, bước sang năm 2024, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu, thực hiện, tạo những bước đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.